tuyệt chiêu xử lý lông mèo bám trên quần áo chỉ trong vài giây. Tình trạng này thường xuyên xảy ra với quần áo của những người nuôi chó mèo và hay mặc đồ đen. Hãy học ngay mẹo quạt này để xử lý nhé. Chẳng ai muốn một bộ quần áo dính đầy lông cả, trông vừa kém mất thẩm mỹ, đã vậy lại còn hơi mất vệ sinh nữa. Bạn đã biết cách thoát khỏi tình trạng này chưa? Những người hay mặc đồ màu đen, nhất là đồ len, đồ dạ, thường gặp phải tình trạng quần áo hút bụi, hút lông hoặc sờn vải, và khi đó phần lông sáng màu sẽ khiến cho quần áo của bạn rất mất thẩm mỹ. Một trường hợp nữa cũng có độ khó chịu tương tự, thậm chí là hơn cả thế. Đó là những người nuôi các loại thú cưng có lông như chó mèo. Khi quất ve chúng hay khi bạn chẳng may quất quần áo bừa bãi, lông chó mèo vướng bẩn rất khó chịu. Cả hai tình huống này đều có cách xử lý dễ dàng bằng mẹo quạt dưới đây, hãy cùng xem nhé. Cách thực hiện: Bước 1. Đeo một chiếc găng tay cao su vào. Bước 2. Vuốt nhẹ trên chiếc áo hoặc quần có dính lông, phần lông trắng sẽ được gom lại một cách dễ dàng. Sau đó bạn chỉ cần nhặt chúng ra là xong. Và đây là sự khác biệt trước và sau khi áp dụng mẹo quạt này. Từ nay không còn phải lo quần áo gặp phải vấn đề khó xử này nữa rồi nhé. Trên đây là mẹo quạt loại bỏ lông chó, lông mèo khỏi quần áo của bạn. Mình cùng tham khảo và áp dụng thôi nào. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mến chào tạm biệt.